Nhưng mà mới đầu á, mình làm mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì tiếng Ai mình nó sẽ không có đặc sắc lắm ha. Cho nên là anh vẽ mẫu cho tụi em coi vậy thôi. Anh sẽ tạm thời anh tắt luôn cái volume của cái thằng Ai này đi. Mà mình sẽ bắt đầu mình sử dụng một cái nó gọi là lúp ha. À, đây, room lúp ha. Room lúp, đây là những cái đoạn trống nó được làm sẵn ha, được làm sẵn bằng bằng máy làm trống, cho nên là tiếng nghe nó sẽ hấp dẫn hơn ha. À, ví dụ như bây giờ nó sẽ có nhiều loại lúp, cymbal lúp là có nghĩa là những cái lúp nó có tiếng Ai ở trong đó. Mình nghe thử nha. Thấy chưa? Nó làm sẵn ha. Rồi thì khi mình nghe ở ngoài á, nhiều khi thấy nó chớt vậy thôi, nhưng mà mình phải quăng vô bài để mình nghe coi là nó xịn hay không ha. Khi mà mình hòa âm, gọi là hòa âm phối khí, có nghĩa là mình phải cho nó vô chung với những cái đã đang có để mình nghe tụi nó chơi chung với nhau coi nó mới hợp hay không mình mới biết được. Ok, ví dụ anh chọn thằng này, anh thả vô. Rồi, mình căng lớn nó lên để mình coi coi nó có tròn nhịp không ha. Ok, nó tròn nhịp em ha. Tròn nhịp là sao? Có nghĩa là nó nằm lọt trong một cái khuôn ha, chứ nó không bị nằm lẻ lẻ ra ngoài ha. Nhiều khi nó nằm lẻ ra ngoài đấy em nha. Ví dụ này này gọi là lẻ nè. Đó, nếu mà trường hợp nó như vậy là nó bị lẻ này, em thấy không? Còn như vậy nó nằm lọt trong khuôn là nó tròn ha. Rồi, nhớ giảm cái volume nó lại. Rồi anh sẽ copy ra trước một khuôn đầu để mình nghe, mình sẽ mút nó trước hay mình xong mình cho nó vô coi nó hợp không. À, đó là cách mình sẽ xài lúp ha, nhưng mà anh nghe cái này nó nhộn quá, mới đầu vô intro nó nhộn quá. À, mình phải thử ha, thử nhiều cái coi cái nào hợp mình chơi. Rồi cái này, những cái âm thanh này khi tụi em chọn thì nó tùy theo cái sở thích của tụi em nha. Tự nhiên mình thích cái nào là mình chọn cái đó em. Ok, cái này ít nè, gọn gàng. Ok, vậy thì anh sẽ bắt đầu anh copy nó ra nha. Thì trong trong cái bài nhạc của mình nó sẽ có hai đoạn mà ca sĩ hát ha, đoạn đầu với đoạn điệp khúc. Thì cái hát này mình sẽ xài từ intro cho tới cái đoạn đầu thôi. Bắt đầu qua điệp khúc mình sẽ đổi cái hát khác ha. Ok, sau khi mình có cái hi-hat này rồi thì mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Nhớ ngắt nó nha, nhớ ngắt nó. Thì thường á, những cái intro mới đầu vô á, cái 8 khuôn đầu của intro á tới khuôn số 8 này thì mình sẽ khoan xài thằng này ha. Mình cho nó đơn giản nhất có thể, cái beat chuyển khuôn bắt đầu hát vô ha. Rồi cái đoạn này khuôn mà nó ngắt thì mình sẽ ngắt tiếng luôn, mình ngắt theo luôn ha, mình ngắt theo luôn. Rồi thường vô cái phần intro này thì mình cũng khoan đưa cái hát vô. Mình chỉ có thằng kick với clap snare được thôi. Sau khi nó báo khuôn bắt đầu mới vô ha. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước